có một dạng địa chất dị thường hết sức khó hiểu nằm cách khoảng 4 dặm về phía đông của sport ở thị trấn Sweden, hạt Botter, Pennsylvania. Đó là một hang động nhỏ hoặc có thể coi là một cái hố thông lên mặt đất với bể rộng khoảng hơn 2,4 m dài 3 m Ở dưới đáy của hang sâu hơn 12 m này là một lớp băng. Kích thước của các cột băng lớn treo ở thành hang và ngay ở phía dưới miệng hang có thể dài tới 7,6 m và dày 0,9 m đó là động băng i iMai một trong số rất nhiều các nhà máy sản xuất nước đá tự nhiên tuy nhiên không giống như các động băng thông thường chỉ được hình thành vào mùa đông băng ở i iMai được tạo thành trong suốt cả mùa nóng nhất trong năm băng bắt đầu được hình thành vào mùa xuân tăng dần về kích thước khi thời tiết dần trở nên nóng hơn khi mùa đông tới với băng tuyết ở khắp mọi nơi và dường như đó cũng là thời điểm tự nhiên nhất cho sự hình thành băng thì băng ở i iMai tan trẻ hết nguyên nhân gây ra hiện tượng kỳ lạ này phần lớn vẫn là một bí ẩn nhưng các giả thuyết phổ biến hiện nay cho rằng trong suốt mùa đông không khí lạnh luồn vào trung tâm của ngọn núi này thông qua các khe nứt xuất hiện khi hình thành đá và do các khe nứt thông với nhau một cách bất thường luồng không khí lạnh đã tập trung vào các vách tương tự như hang động này khi không khí lạnh tiếp xúc với nước ngầm thì tạo ra băng quá trình này chỉ có thể xảy ra trong mùa xuân và mùa hè bởi vì khi đó có sự hiện diện của dòng nước ngầm khi mùa đông đến ngọn núi này một lần nữa bắt đầu tiếp nhận không khí lạnh và từ từ đầy hết luồng khí ấm tích tụ trong các tảng đá từ mùa hè trước ra ngoài khi luồng khí ấm thoát ra ngoài qua động băng này nó làm tan chảy lớp băng đã hình thành trong mùa hè